Cô chào cả con, cô là cô Hằng, cô đang dạo dạy tại trường tiểu học số 1 Hương Toàn, thị xã Hương Trà. Cô rất vui khi được đồng hành cùng cả con trong tiết học ngày hôm nay. Để tiết học được chú đáo, kính nhờ quý bậc phụ huynh chuẩn bị cho cả con. Sách giáo khoa, vợ liền viết, bạn con, phấn, tẩy, bút chì, khăn lau bảng Hôm nay, chúng ta sẽ học bài 11, bài âm bờ, tiếng bể, sau đó chúng ta sẽ liền viết chữ bờ chữ bê chữ bể và chữ số 5. quan sát lên màn hình cô có âm bờ lắp nghe cô đọc bờ 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 đọc lại cùng cô nào bờ cô giới thiệu đây là bờ in thường đây là bờ kinh hoa. Cả con đọc lại nào. Bờ. Bờ. Cô có, có tiếng bể. Trong tiếng bể này có chữa một thân mà hôm nay chúng ta sẽ được học. Đó là thân ngã. Và cũng bắt đầu từ tiết học hôm nay, cả con sẽ được học một bài tập đọc gồm có cả câu hoàn chỉnh. Đó là bài tập đọc ở bờ đê Cô mời các con mở sách giáo khoa trang số 24 và 25. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, đó là làm quen. Quan sát tranh và cho cô biết, đây là con gì? À, đây là con bê. Con bê là con của con bò đấy. Cô có tiếng mới, đó là tiếng B. Là cái cô đọc. B B Đọc lại công cô nào? B Cho cô biết, tiếng B gồm có những âm nào? À, tiếng B gồm có âm B đứng trước, âm E đứng sau. Cô có, có mô hình tiếng B. Chú ý lắng nghe cô đánh vần theo mô hình. B E B B E B đánh vân cùng cô nào b e b giỏi lắm các con quan sát tiếp và cho cô biết đây là gì à đây là bể bể ở lò rèn đấy bể giúp thổi lửa to hơn và mạnh hơn cô có tiếng mới tiếng bể lắng nghe cô đọc bể Bể Đọc lại cùng cô nào Bể À, phân tích tiếng bể cho cô Tiếng bể có âm bờ đứng trước Âm e đứng sau Và một thanh mới ở trên âm e Vậy, khi cô trai đi dấu thanh mới ở trên âm e Cả con được tiếng gì vừa mới học? À, khi cô trai đi dấu thanh mới Chúng ta đọc tiếng B Cả con vừa học và cô giới thiệu thanh mới ở trên âm E đó chính là thanh ngã đọc lại cho cô thanh ngã thanh ngã à cô lưu ý đối với những tiếng có thanh ngã các con nhẫn dòng và kéo dài dòng ra nhé cô có mô hình tiếng bể chú ý lắng nghe cô đánh vần bờ ê e, bê ngã bể bờ e bê ngã bể đạn văn cùng cô nào bờ e bê ngã bể chúng ta vừa làm quen hai tiếng mới đó là tiếng bê và tiếng bể cùng với dấu thân ngã chúng ta cùng lọc lại hai tiếng này nhé bờ e bê B. B, e bê ngã bể bể nếu bạn nào ở nhà có bạn gài cô mời cả con hãy lấy bạn gài cùng với bộ thẻ chữ trong bộ đồ dùng học tập của mình ra gài âm bờ tiếng b và tiếng bể cùng cô nhé để gà tiếng b cả con lấy âm bờ trước âm e sau để gà tiếng bể cả con lấy âm bờ trước âm e sau và dấu thanh ngã ở trên đầu âm e Kính nhờ quý bậc phụ huynh cùng kiểm tra xem cả con có làm đúng như cô hướng dẫn không nhé. Đây là cô có bạn gái, cô gái âm bờ, tiếng B và tiếng B. Chúng ta đi vào bài tập tiếp theo. Tiếng nào có âm bờ? Trên màn hình cô có 6 bức tranh. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Cả con hãy tìm tiếng ứng với mỗi bức tranh cho cô. Nào cùng cô tìm nhé. Trang số 1. Con gì đấy? À, đây là con bò. Cô có tiếng bò. Đây là cái gì? Đây là cái lá. Cô có tiếng lá. Đây. À, đây là cái bàn. Cô có tiếng bàn. Con đấy. À, đây là con búp bê đấy. Đây là cái gì? À, đây là quả bóng. Quả bóng hay còn gọi là quả bánh đấy. Đấy, đây là gì nào? À, đây là cái bánh. Và điều đặc biệt ở chiếc bánh này đó là bánh trung thu. Được dùng trong dịp Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là Tết của Thiếu Nhi chúng mình đấy. Tết Thiếu Nhi được diễn ra vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Vào ngày này, cả con sẽ được vui chơi, cùng rước đèn, cùng phá cỗ. Nhưng Tết năm Trung Thu năm nay, cô mong cả con hãy cùng chung vui với người thân của mình ở nhà để chống dịch nhé. Và cô có tiếng bắn. Như vậy, chúng ta vừa tìm được các tiếng đó là bò, lá, bàn, búp bê, bóng, bắn. Bây giờ, cả con hãy lấy bút chì nối bờ với tiếng có âm bờ cho cô nhé. Nào, cô kiểm tra kết quả với cô nhé bò à bò có âm bờ chúng ta nổi lại lá à lá không có âm bờ chúng ta không nổi bàn à bàn có âm bờ đấy chúng ta nổi lại bê búp bê búp bê có âm bờ chúng ta nổi bóng à bóng cũng có âm bờ bắn à bắn cũng có âm bờ đấy như vậy, chúng ta vừa tìm được 5 tiếng có âm bờ. Cùng cố đọc to lại 5 tiếng này nhé. Bờ, bò, bờ, bàn, bờ, búp bê, bờ, bóng, bờ, bánh. Ngoài những tiếng trong bài có âm bờ, cả con hãy tìm thêm cho cô những tiếng ngoài bài có âm bờ nào. À, cô có, có một số gợi ý như lá, bình, bọc, bình, bàn, bổ, vân vân. Cả con hãy tìm thêm nhiều từ và nói cho người thân của mình nghe nhé. Chúng ta đi vào bài tập tiếp theo. Tiếng nào có thanh ngã? Trên màn hình cô cũng có 6 bức tranh. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Cả con hãy tìm cho cô tiếng ứng với mỗi hình cùng tìm với cô nhé à bằng nhỏ đang làm gì đấy bạn nhỏ đang vẽ tranh cô có tiếng vẽ cái gì đấy à đây là đôi đũa cô có tiếng đũa con gì đấy à con quà cô có tiếng quà đây là gì nào à đây là ly sữa cô có tiếng sữa à bằng nhỏ đang tập võ cô có tiễn võ đây là quả nhãn cô có tiếng nhãn bây giờ cả con hãy lấy bụng trì nối thân ngã với từ chữa tiếng có thân ngã cho cô nhé nào cùng cô kiểm tra kết quả nhé à vẽ vẽ có thân ngã chúng ta nối lại đũa à đũa cũng có thân ngã đấy quả à quả không có thân ngã chúng ta không nối sữa à sữa có thân ngã chúng ta nối lại võ võ cũng có thân ngã đấy và cuối cùng nhãn à nhãn cũng có thân ngã chúng ta nối nắng như vậy vừa rồi chúng ta vừa tìm được năm tiếng mới có thân ngã Bây giờ cô có một yêu cầu cao hơn đối với các con đó là hãy đọc to kể thơ với vỗ tay những tiếng có thanh ngã và những tiếng không có thanh ngã các con chỉ đọc thầm thôi nhé nào cùng cố thực hiện nhé vẽ đũa quả sữa Võ nhãn à đúng rồi vậy ngoài những tiếng trong bài có thanh ngã cả con hãy tìm thêm cho cô những tiếng ngoài bài có thanh ngã và nói cho người thân nghe nào À, cô có một số gợi ý như là tiếng ngã, tiếng võng. Chúng ta cùng nhau đi vần vào phần tiếp theo nhé. Đó là phần tập đọc. Quan sát lên màn hình và cho cô biết trong bức tranh có những bàn nhỏ nào. À, trong bức tranh có bàn dê, có bàn dế và có bàn bê. Vậy, những bàn nhỏ này đang làm gì? Cô mời cả con cùng, cùng chú ý lắng nghe cô đọc bài nhé. Ở bờ đê Dê la cà Ở bờ đê Bờ đê có dế Bờ đê có cả bê Trong bài tập đọc này có một số từ ngữ mà chúng ta cần luyện đọc từ thứ nhất đó là từ la cà đọc to cho cô la cà cô mời cả con à la cà là đi chỗ nọ chỗ kia đấy và la cà là một thói quen không tốt cô mong rằng cả con không có thói quen này nhé từ thứ hai đó là bờ đê à bờ đê đó chính là một dải đất dài chạy dọc ven sông hoặc ven biển để ngăn không cho nước tràn vào đấy từ cả à, con đọc to cho cô bờ đê tiếp tục có dễ đọc lại cho cô nào từ tiếp theo có cả b mời cả con đóng chúng ta cùng đọc cùng nhau đọc lại những từ ngữ này nhé la cả bờ d có dễ có cả b nào cả con đọc lại một lần nữa À, rất tốt bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau liền đọc câu bài tập đọc này có ba câu bắt đầu từ khi bịa khoa đến khi có dấu chấm câu là được một câu bây giờ chúng ta đi vào liền đọc câu thứ nhất dê la cà ở bờ đê cô lưu ý đối với những bàn đọc trơn chưa tốt thì chúng ta đặn vần và sau đó đặt trơn nhé nào cùng đặn vần với cô giờ e dê l a la cờ a ca huyền cà ơ hỏi ở ờ. bờ ơ bơ huyền bờ đờ e d dê la cà ở bờ d cô mời cả con đóng à, Chúng ta đi vào câu thứ hai bờ đê cỏ dễ bờ ơ bơ huyền bờ đờ ê e, đê cờ o co sắc cỏ giờ ê e, dê sắc dễ bờ đê cỏ dễ cô mời cả con đóng tiếp tục chúng ta liền đọc câu thứ ba bờ đê có cả bê bờ ơ bơ huyền bờ đờ ê đê cờ o co sắc cỏ cờ a ca hỏi cả bờ ê bê bờ đê cỏ cả bê cô mời cả con đóng à rất tốt chúng ta cùng đọc lại bài tập đọc một lần nữa nhé ở bờ đê dê la cà ở ừ, bờ đê bờ đê có dễ bờ đê có cả b cô mời cả con cùng đọc nhé à rất tốt Vậy bạn nào có thể cho cô biết dê yeah, la cà ở đâu? À, dê yeah, la cà ở bờ đê đấy. Ngoài bờ đê còn có bà nào nữa? À, ngoài bờ đê còn có cả bằng dế và bằng bê nữa. Cô mong rằng cả con không nên la cà bởi vì la cà là một thói quen không tốt nhé. Cô mời cả con cùng nhau đọc lại bài nào bờ bể b bể bờ hoan ngã ở bờ đê dê la cả ở bờ đê bờ đê có dễ bờ đê có cả b như vậy chúng ta vừa cùng nhau liền đọc và trước khi đi vào phần tiếp theo Cô mời cả con cùng cô nghỉ dạy lao một sĩ nhé. <laughs> đi vào phần tiếp theo đó là phần học viết. Cô mời cả con đọc nội dung chúng ta cần luyện viết nào. Hôm nay chúng ta sẽ luyện viết chữ bờ, chữ B, chữ bể và chữ số 5. Chúng ta đi vào luyện viết chữ bờ Đây là chữ bờ viết thường. Chữ bờ việc thường có độ cao 5 ly, rộng gần 2 ly rưỡi. Bây giờ các con quan sát và cho cô biết chữ bờ có hai nét giống với chữ nào mà các con đã được học à chữ bờ có hai nét giống với chữ l mà các con đã được học đó là nét khuyết trên kết hợp với nét mắt ngược phải vậy để viết chữ bờ cả con chỉ cần viết chữ l như cô hướng dẫn ở tiết trước sau đó từ điểm dừng bút của chữ L, cả con rê bút lên đường kẻ ngang số 3, viết một nét thắt và dừng bút giữa đường kẻ ngang số 3. Bây giờ, muốn viết chữ B thì chúng ta chỉ cần viết con chữ B nổi liền với con chữ E. Cô lưu ý, nét thắt nổi liền giữa con chữ B và con chữ E, cả con viết rồng ra nhé. Tiếp tục. Muốn viết chữ B thì chúng ta viết chữ B như cô vừa hướng dẫn. Sau đó, viết thanh ngã thật ngay ngắn ở trên đầu con chữ E. Thanh ngã ở đường kẻ ngang sổ bộ. Đấy. Bây giờ, trước khi viết, cô mới cả con cùng xem quy trình viết nhé. tiếp tục cô mời các con cùng xem quy trình viết chữ b và chữ b Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con viết chữ số 5. Đây là chữ số 5 cỡ vừa. Cô mời các con chú ý xem quy trình. Nét 1: Thẳng ngang. Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét thẳng ngang trùng đường kẻ 5, bằng một nửa chiều cao thì dừng lại. Nét 2: Thẳng đứng. Từ điểm dừng bút của nét 1, Lia bút trở lại điểm đặt bút của nét 1 Viết nét thẳng đứng Đến đường kẻ 3 thì dừng lại Nét 3 Cong phải Từ điểm dừng bút của nét 2 Chuyển hướng bút viết nét cong phải Đến đường kẻ 2 thì dừng lại Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cả con viết chữ số 5 kiểu 2 Nét 1: Thẳng ngang, biến điệu. Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét thẳng ngang hơi võng ở giữa. Nét 2: Thẳng xiên. Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút trở lại điểm đặt bút của nét 1, viết nét thẳng xiên đến đường kẻ 3 thì dừng lại. Nét 3: Cong phải. Từ điểm dừng bút của nét 2, chuyển hướng bút viết nét cong phải đến đường kẻ hai dừng lại à và đây là chữ số năm cỡ nhỏ chữ số năm cỡ nhỏ cả con chỉ cần hà đồ cao bằng một nửa đồ cao so với chữ số năm cỡ vừa quy trình viết giống như chữ số năm cỡ vừa Bây giờ, cô mời cả con ngồi thật ngay ngắn, lấy bạn con và thực hành liều viết cùng cô nhé. Trước khi thực hành liều viết, cô nhắc lại tư thế ngồi viết. Lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi, mắt cách vợ 25 đến 30 cm. Tay phải cầm bút, tay trái giữ vợ, hai chân để song song thoải mái. Nào, bây giờ cô mời cả con hãy lấy bạn con và thực hành liều viết cho cô. Việc cho cô chữ bờ việc cho cô chữ b việc cho cô chữ b Sau khi cả con viết xong, kính nhờ quý bậc phụ huynh cùng kiểm tra xem cả con đã viết đúng, viết đẹp chưa? Tiếp tục, chúng ta đi vào, liền viết chữ số 5 cỡ vừa. chúng ta liền viết chữ số 5 cỡ nhỏ. Kính nhờ quý bậc phụ huynh cùng kiểm tra các con đã viết đúng, việc đẹp chưa? Và sau khi liền viết bà con xong, Cô mời cả con mở vợ liền viết trang số 9, thực hành liền viết cho cô những dòng mà cô đã đánh dấu sao. Ở phần liền tập, cả con cố gắng hoàn thành nhé. Cô lưu ý, ở trong vợ, điểm chấm đen chính là điểm đập đặc mục đấy. Sau khi cả con hoàn hoàn thành bài, kính nhờ quý bậc phụ huynh cùng kiểm tra xem cả con đã việc đúng việc đẹp chưa hoặc có thể chụp ảnh gửi đến giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn nhận xét. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các con ở nhà nhớ tích cực liền đọc, liền viết. Chúc các con luôn chăm ngoan học giỏi và tiếp tục đồng hành với cô trong tiết học tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.